Ngôi mộ của Amenhotep I vẫn còn nguyên từ thế kỷ năm 11 trước công nguyên, tôi không biết bạn thế nào. Nhưng khoảnh khắc tôi nhận được một hộp đựng bí ẩn, thậm chí là một chiếc hộp thông thường của Amazon, tôi cảm thấy thôi thúc mãnh liệt mở nó ra. Các nhà khảo cổ học đưa sự tò mò vốn có của con người đến những nơi có giá trị cao hơn nhiều. Họ đối phó với những ngôi mộ hàng thế kỷ ẩn giấu những bí mật cổ xưa bị đóng băng trong thời gian. Cho đến nay, các nhà khoa học đã mở màng bọc hầu hết các xác ướp được phát hiện, tìm thấy bằng chứng đáng chú ý về những thứ như phong tục mai táng truyền thống và các đặc điểm khuôn mặt độc đáo. Nhưng trong ba thiên niên kỷ, hài cốt của một pharaoh Ai Cập được phát hiện vào năm 1881 đã được giữ nguyên vì sợ ảnh hưởng đến tình trạng tuyệt đẹp của họ. Người cai trị đó là Amenhotep I. Tuy nhiên, nhờ thời đại máy tính, xác ướp hoàng gia cuối cùng đã được công bố. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã khai quật kỹ thuật số cơ thể của Amenhotep I bằng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính. Một loại quy trình chụp ảnh bằng tia X đó là một thành công đáng kinh ngạc. Họ đã công bố một nghiên cứu về nỗ lực của mình hôm thứ Ba trên tạp chí Frontier in Medicine. Các kỹ thuật tương tự đã được sử dụng để khám phá những gì bên dưới bề mặt của các xác ướp khác, chẳng hạn như những xác ướp động vật và quan tài được trưng bày tại Bảo tàng Anh. Vào năm 2016, các nhà khoa học thậm chí đã hoàn thành việc quét radar, cũng là một quy trình giống như tia X lăng mộ của vua Tutankhamun ở thung lũng các vị vua ở Ai Cập. Điều đó giúp chúng tôi có thể nhìn thấy những lối đi ẩn có thể có trong nơi an nghỉ của hoàng gia nổi tiếng. Đối với khu chôn cất mong manh của Amenhotep I, phương pháp không xâm lấn đặc biệt hữu ích. Trước những lo lắng của các nhà khoa học về việc làm phiền xác ướp, chúng tôi cho thấy rằng hình ảnh CT có thể được sử dụng một cách có lợi trong các nghiên cứu nhân chủng học và khảo cổ học về xác ướp, bao gồm cả những xác ướp từ các nền văn minh khác. Ví dụ như Peru, Saha Salim, một nhà X quang từ khoa y tại Đại học Cairo và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố. Quá khứ của một pharaoh, họ phát hiện ra rằng hoàng gia Ai Cập khoảng 35 tuổi khi ông qua đời, chỉ cao hơn 5 feet 5 inch 169cm, tròn trịa và có hàm răng tốt theo Salim. Amenhotep tôi có vẻ giống bố về mặt thể chất, ông ấy có cằm hẹp, mũi nhỏ hẹp, tóc xoăn và hàm răng trên nhô nhẹ. Ngoài việc khám phá các đặc điểm trên khuôn mặt, nhóm nghiên cứu nhận thấy thiếu vết thương hoặc biến dạng do bệnh tật, loại bỏ bệnh tật là nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của nhà vua. Tuy nhiên, họ đã tìm thấy rất nhiều vết cắt sau khi khám nghiệm tử thi theo Salim, có lẽ là do những kẻ trộm mộ sau khi chôn cất lần đầu tiên. Ruột của anh ta đã bị loại bỏ bởi những người ướp xác đầu tiên, nhưng không phải não hoặc tim của anh ta. Điều thú vị là kể từ khi những người ướp xác đầu tiên làm những gì họ có thể để bảo quản hài cốt của Amenhotep. Salim nói rằng xác ướp đã được cải táng hai lần, nhiều thế kỷ sau cái chết của Pharaoh, bởi các thầy tế lễ cấp cao của Amun, được đặt tên cho vị thần Ai Cập Amun. Amenhotep có nghĩa là Amun hài lòng. Ban đầu, cô và nhóm của mình tin rằng cuộc cải táng xảy ra vì các linh mục muốn tái sử dụng các thiết bị được đặt trong lăng mộ cho các cuộc chôn cất hoàng gia sau này. Thay vào đó, Salim giải thích rằng cô thấy rằng ít nhất đối với Amenhotep I, các linh mục của triều đại 21 đã tận tình sửa chữa những vết thương do những kẻ trộm mộ gây ra. Khôi phục xác ướp của anh ta về vẻ rực rỡ trước đây, đồng thời bảo quản đồ trang sức và bùa hộ mệnh tuyệt đẹp tại chỗ. Khi nó xuất hiện, danh tiếng huyền thoại của Pharaoh đã tồn tại trong lòng người dân Ai Cập trong nhiều thời đại tiếp theo. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!